Clip này em cùng các bác test đôi loa Proyo. Đôi này bao các bác hát karaoke hay, nghe nhạc hay. Riêng đôi này các bác sẽ đỡ được tiền súp luôn. Đôi Proyo con này độc luôn ạ. Model USP930MK2, 600W một loa, vậy là 1200W max đôi này, 8 ohm. Em đang đánh với lại chiếc âm ly BN Audio PA109025 mã. Con này của Korea, hàng xịn. Hàng xịn luôn bác. Đây sau đây em tuần test luôn cho bác. Em đánh cho bác đeo tai nghe vào thì bác biết. Con này bát 25 bác nhé. Mà đặc biệt luôn là riêng đôi Proyo này chỉ nhà em chỉ có đúng một đôi, không có hai đôi thứ hai. Và khẳng định luôn là nó cũng phải xếp vào dòng hiếm cho bác luôn. Mời bác.